Thank you.
dắt cậu con xe máy này lên các bạn nhá. Đi. Tuyệt vời các bạn ạ. Thì về cơ bản thì nó đã đạt ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. Có thể cẩu được 150 cân lên thì thực sự đó là một thành công ngoài mong đợi của mình luôn. Thì theo dự kiến ban đầu của mình thì con cẩu này mình làm là sẽ cố gắng làm sao cho cẩu được con máy xúc này của mình lên. Và thực tế thì bây giờ chiếc máy xúc của mình đã được cẩu lên khỏi mặt đất các bạn nha, bằng chiếc cẩu tự chế của mình. Đây là một thành công có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Và thực sự mình không nghĩ nó có thể cẩu được 150 cân này lên. Vì trong quá trình mà vừa nãy mình test mình cẩu lên thì thực sự là mình rất lo luôn các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi là nếu như mà gặp sự cố ạ, thì con cẩu này mà gặp sự cố thì tất nhiên là con cẩu nó sẽ gần như hỏng hoàn toàn các bạn nhé. Gần như hỏng hoàn toàn luôn và sẽ coi như là bỏ luôn đấy. Bởi vì khi mà nó đã bị gãy hay gập hay là bị sự cố rồi đấy, nó sẽ bẻ toàn bộ cơ cấu này đi. Nhưng mà thực tế thì tuyệt vời các bạn, tuyệt vời, mọi thành công như vậy thôi. Kết quả như vậy là đối với mình nó là quá tuyệt vời rồi các bạn ạ. Còn nếu như mà muốn nó cẩu khỏe hơn đi nữa thì ta phải thay đổi lại toàn bộ kết cấu của cái khung xe này các bạn nhé. Toàn bộ gầm này cũng như mâm quay và toàn bộ phía trên này. Còn cái cần này, cái cần này có thể chịu được hơn các bạn nhé. Nhưng cái bộ cần này thì nó có thể chịu được nhiều trọng lượng, có thể nhiều hơn nữa. Nhưng mà toàn bộ cái kết cấu ở bên dưới này thì nó không cho phép chịu được như vậy các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hạ nó xuống thôi.